Xin chào các bạn, video này thì mình có một số phụ kiện Nhật Bãi. Giá là mình chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mẻ đầu tiên rồi nha các bạn. Mẻ số 1 thì mình có một bịch mồi giả nha. Mồi này là mồi như thế này nha các bạn. Bịch này gồm 4 con, 560 yên. Đây. Nó là như thế này, một con cá đây nha các bạn. Đó. Nó gồm 4 con màu tím tím. Rồi bịch số 2 Yamamoto. Đây. Bịch nó là như thế này. Đây là hai món nha các bạn. Bịch số 3 là một bịch tem Daiwa này. Tem Daiwa. Một bịch cá. Màu xanh. 3 món. Bịch số 4 là một bịch tua như thế này nè. Giống cái con rết ha. 4. Mẻ số 1 này là 100k nha. Tiếp theo là mẻ số 2. Số 2 thì mình có một bịch như thế này. Giống mấy con sung màu xanh nha các bạn. Yamamoto của Nhật, 1.300 yên. Rất là nhiều nha, bịch này. Rồi bịch số 2 Yamamoto luôn. Loại lớn hơn, mà màu xanh của nó là xanh trắng nha các bạn. Đó, nó xanh trắng. Rất là nhiều nha. Hai món, bịch này là 770 yên. Hai bịch. Bịch số 3 là bịch sung đỏ đây. Rồi nhỏ 3. Sung đỏ là 4 nha. Rồi một bịch còn như thế này. 5. Cái này gồm 5 món nha các bạn. Mồi số 2 100k nha. Mồi 2 100k. Tiếp theo là mẻ số 3 thì mình gồm có cái này là đựng mồi nha các bạn. Cái rò đựng mồi này mình xoay này, mình đựng mồi vào trong này. Đó, mình câu. Nó có thêm hai cái này nữa. Một cái nữa nha các bạn. Một cái rò này. Đây. Cái đựng mồi nữa đây. Này là 3 món này. Rồi cái này nữa là nó gồm 4 cái này nhiều đấy nha các bạn. Đó. 4 này nha. Như này, như này. Với là hai cái này, một cái rò đựng mồi, có lưỡi luôn nha. Rồi trong này là mấy cái ủ đựng mồi, xả mồi rồi đó. 2, 4, 5, 6. Toàn bộ như thế này nha các bạn. Đó, như thế này. Đây là mẻ 3 nha. 100k. Đó, rất nhiều món như thế này luôn nha. Thì để tí mình lấy bịch mình đựng vào. Tiếp theo là mẻ 4. Mẻ 4 thì mình gồm có chì nha các bạn. Mẻ 4 thì mình gồm có chì. Cái này là cái tem của nó đúng không? Mẻ 4 thì mình gồm có chì. Cái này thì gồm có 1 2 3 4 viên, 4 viên rời này. 4 viên này để sử dụng này. Và hai viên này. Nó có một lớp bọc cao su ở ngoài nha. Chưa sử dụng. 330 đó mình cân thử một viên bao nhiêu nha. Cái này là 196 một viên, nó tầm 98 gram nha. Một viên 98 gram. Đó. Rồi. Cái này là chì này, nguyên bịch 2 cây. Chưa sử dụng nha. 203 hay một viên của nó là 100 gram. Rồi, cái này nữa nha. 141 một viên nó là 70g. Này gồm 2 viên. 4 viên này. 5 viên này nha. 6 viên. 7 viên. 8 viên, 8 viên chì cầu biển. 9 10, cái này là 10 cơ. Mẻ số 4 100k nha. 4 100k, mấy viên này mắc lắm nè. Tiếp theo là số 5 nha các bạn. Số 5 thì mình gồm qua cùng cước này. Cái này là loại cước Duel nha, của Nhật này, Made in Japan. Nó nguyên hộp như thế này, Made in Japan in thêm một cái này nữa này. Cuộn này tên của nó là TAF Fluoro Carbon 150m nha, 0.30mm nè. Dây này dây carbon nha các bạn, nó để dây carbon.
Còn nguyên cuộn này, còn mới nha, còn nguyên cuộn luôn, chưa sử dụng. Cuộn này là 100m, cước số 4, tải được 16 lb, là tải được 8kg, 0.33mm nha. 150m một cuộn này. Cái này là số màu, màu dây màu tím nha. Số 5 150k nha. Số 5 này 150k. Tiếp theo là số 6. Số 6 thì mình có một cuộn mát như thế này. Xe là mát như thế này đó, Made in Japan Sanyo. Tải được 12 lb, tầm 6kg, 1.600 yên, 150m. Còn nguyên cuộn màu xanh như thế này nha các bạn. Dây này là dây ni lông nha. Made in Japan. Tem. Còn nguyên cuộn này 150m đầy luôn nha. Mẹ 6 150k. Tiếp theo là mẹ 7. Mẹ 7 thì mình có một cuộn Dual Made in Japan số 2 nha. Số 2, 8 lb. Cuộn này là 0.23mm nha các bạn. 924 yên, này là giá sale này. Giá gốc của nó là 11 yên. Màu của nó là màu cam nha. Đó, màu như thế này. Còn mới luôn, nguyên cuộn. 0.23mm, cứ số 2. 100m một cuộn này nha các bạn. Số 7, 150k, 7 nha, 150k. À, mẹ 6 này mình chưa báo size nha. Size của nó là size số 3 này nha các bạn, 0.28mm, số 6 nha. Rồi tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình có một cuộn Verivap 1.500 yên, cước số 2 100m nha các bạn. Đây là mình mở ra bên trong. Cuộn này thấy có sử dụng không nè? Verivap, nó có tên che là Verivap. Made in Japan. Số 2 nó in trong này. Cuộn này là một, nó để 100m, cuộn này dùng tới số 50m rồi nha các bạn. 50m. Cuộn này còn 50m nha. Cuộn đây nó là 100m, để sử dụng hết 50m thôi, nó còn tới nút 50m. Màu nó nha. Trắng xanh đen ba màu. Cuộn này còn 50m, số 8, 80k nha. 80k, số 8 nha. Tiếp theo là số 9. Số 9 thì mình có hai cuộn nha các bạn. Hai cuộn size cước số 2. Cuộn này là cước số 2, 0.35mm. Cuộn 50m nha, 800 yên. Chưa sử dụng nha, nó còn đầy như thế này. 50m, đó. Số 2. Rồi cuộn này là cuộn số 4 này. Cước số 4. Toray nha, Toray. 50m luôn, 500 yên. Cuộn này còn đầy nha các bạn. Còn đầy này, chưa sử dụng nha. Rồi hai cuộn. Mẹ số 9 này là 100k. Số 10. Số 10 thì mình có một cuộn Toray. Toray số 1 nha các bạn. 380 yên, 50m, 0.16. 165mm. Cuộn này còn đầy luôn nè. Cước nhỏ nha các bạn. Còn nhiều lắm. Rồi cuộn này là 0.6, 50m, 300 yên. Số 1 và 0.6 bên trong. Rất là nhỏ nha. Cái sợi của nó 0.6 mini luôn đó. Rồi hai cuộn này là 10, 100k nha. Mã 10, 100k. Tiếp theo là mã 11. Mã 11 thì mình có một cuộn Fluoro Carbon 100% này. Tên của nó là Rylon. Đó. Cuộn này là 50m nha. Số dây là 1.75. Đây. 0.22mm nha, 0.22mm, 50m. Cuộn này còn đầy nha các bạn, chưa sử dụng luôn nè. Chưa sử dụng nha. 50m. Made in Japan nha. Mẹ số 11 100k nha. 11 100k. Tiếp theo là 12. 12 thì mình có một cuộn Toray này.
Toray EX 100% carbon nha. Dây là 1.5 mili của nó là 0.205 mili. Bộ này 50m 2200 yên. Nguyên hộp như thế này nha các bạn. Đó. Bên trong này. Nguyên cuộn còn mới tinh nha. Chưa sử dụng luôn nha các bạn, chưa sử dụng luôn. Đó. Như thế này. Cổ 12 150k nha. 12 150k. Tiếp theo là 13. 13 thì mình có một cuộn 0.8 nha, 0.8. Cuộn này là 1000m. 1000m. Còn rất là nhiều nha. Mấy cái cuộn này là nó to chứ nó không thể nó đầy full này nha các bạn. Tại 0.8 rất là nhỏ. Này chắc phải tầm hơn 600-700m trong này rất là nhiều nha. Nếu mình đòi đồ thôi, mình thấy nó nhiều lắm. 0.8 nha. Em con cá như thế này, ni lông. Cái này là 13. 150k thôi nha, 13 150k. 14 là dây số 3 nha. Dây số 3 1000m. Rồi còn nhiều nha, tầm 600-700m. 14, cái này là 14 150k, 14 150k nha. 15. 15 thì mình có một cái cuộn Sunlight nè. 500m tải được 8,6 kg. Dây số 6 0.405 nha. Màu xanh. Đã sử dụng rồi nè. Đã sử dụng tầm khoảng cỡ 100 hơn mét, đó tầm khoảng. Cuộn này tầm khoảng cỡ 400m nha. Tầm 400m. 15. 150k, 15 150k. 16 mình có một cuộn rút tròn đây qua. Số 4 500m 0.33 mm nha. Miếng sập ba. Bên trong màu nâu đục như thế này. Tầm khoảng cỡ 200m. 200 hơn nha. 16 100k. 17 thì mình có một cuộn Sunlight số 6 nha. 500m tải được 8,6. Số 6 là 0.405 mm. Đã sử dụng cuộn này tầm khoảng cỡ 350m nha. 350m. 17 cuộn này 100k. 17 100k số 6. 18 thì mình có một cuộn cuộn số 12 nha các bạn, 220m, cuộn này nó đã sử dụng rồi. Tầm khoảng 120m thôi. 120 120m. Đó. Cái này là 18 nha. Cuộn này 80k. 18 80k. Tầm 100 mấy mét thôi. Tiếp theo là 19. 19 thì mình có một cuộn 170m 12 luôn. Loại lớn nha các bạn, này loại lớn. Này đã sử dụng rồi nha, đã sử dụng rồi. 19, cuộn này là 80k. 19, 80k. Tầm khoảng cỡ 150m nha, 20. 20 thì mình có một cuộn ni lông Super 120m. Dây số 7 này, 0.45mm. Và màu nâu như thế này. Cuộn này chưa sử dụng nha. 20, cuộn này 80k. 80k, 20. Tiếp theo là 21. 21 thì mình có một cuộn đầy nha các bạn. Cuộn này là ni lông 500m Dreamcut. Cuộn này nó để là made in China này, nó để ở ngoài là made in China. Dream. Màu của nó là màu xanh xanh chuối như thế này nha các bạn. Đó. Rồi cuộn này là 21 nha. 21, cuộn này là 200k. 21 200k, chỉ là xuất nhập. 22. 22 là một cuộn Dream nylon. 500m số 3 nha. 0.86mm 286. Cuộn này là vàng chanh. Mechina này, Mechina nha. Đó, cuộn này đầy luôn, 500m nguyên cuộn. 22, cuộn này là 200k luôn. 200k 22. Rồi 23 thì mình có một cuộn tournament. Tournament
Made Japan, in Japan phần này. Số 5 nha. 0.37mm, tải được 10kg này, 600m một cuộn đầy luôn nha. Nó có tem như thế này, mấy bạn. Cái in thêm ở dưới Made in Japan, hai bên luôn. Đầy cuộn nha các bạn, 600m. 23 230k. Rồi 24, mình có một cuộn giống vậy luôn nha. Số 5 luôn nè, tournament. Mình có hai cuộn này. Còn hai cuộn thôi nhé các bạn. Còn 24, cái này là 230k. Rồi 25 thì mình có một cuộn Suyumi Top Cat, Suyumi của Hàn Quốc này nha các bạn. Suyumi của Hàn Quốc. 0.403mm, số 6 500m nhé. 500m đầy, màu xanh. Đầy cuộn luôn này. 25, cuộn này là 150k, 25 150k. 26 thì mình có một cuộn số 5 nha. 1000m, dây số 5. Dây số 5 là 0.37mm nha. Số 5 nó là 0.37. 1000m. Cuộn này tầm khoảng cả 800m nha các bạn. 800m. 26, cuộn này là 250 nha. 26 250k. Rồi 27. 27 thì mình có hai cuộn này nha. Cước số 2.5 luôn này. 2.5 150m. 0.26mm nha. Màu xanh của nó là như thế này. Chưa sử dụng nhé các bạn. Chưa sử dụng. Cuộn mới. 27 100k. 27 100k hai cuộn nha. Hai cuộn này 100 luôn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.